Chào anh em nhé, hôm nay mình giới thiệu cho anh em mẫu siêu phẩm micro cài áo chuyên để thu âm làm vlog, đây, làm YouTube, làm TikTok. Đây mình sẽ đập hộp cho anh em xem. Bên trong này là một cái hộp rất là xịn sò. Đây anh em này, nhìn như một vật trang điểm luôn. Đấy, mở ra này. Đấy, anh em thấy không, mở ra này. Đấy, ở đây nó hiển thị phần trăm pin luôn cho anh em nhé. Sạc ở đây luôn, đây. Đây, con này nó rất là hiện đại. Đây là một đầu thu kèm hai mic, là một người nói có thể hai người nói cùng theo hoặc là phóng viên mình phỏng vấn. Và cái dòng này nó rất là hiện đại anh em nhé. Đây, dòng này rất là hiện đại, anh em có thể sạc, tích hợp sạc luôn tại ở trong máy luôn. Đây, đây nó có 3 cổng sạc, 1 này, 2 này, 3 này. Mấy anh em nào làm vlog đây, 86% pin này, anh em nhìn thấy chưa, gấp vào để đấy cho anh em xem. Nhưng anh em nào đây có bông lọc mic để cản gió, cản tiếng ồn đấy. Thứ hai là hai sợi dây này để chúng ta cắm, một là vào iPhone, hai là vào Samsung. Hai cái sợi dây này nếu chúng ta mua hàng zin ở trên thị trường ấy là nó mất cả triệu bạc rồi, gần triệu rồi. Anh em không tin đi mua mà xem. Mà trong con mic cài áo này đầy đủ hết cho anh em luôn. Đây, bên trong này nữa. Đây là một sợi dây tai nghe để chúng ta hát được livestream luôn. Con này hát được livestream luôn cho anh em nhé. Và dây sạc. Và ta sẽ nói lại thêm ở đây một chút nữa. Đây. Cho anh em xem. Mình sẽ bật nguồn lên cho anh em nhé, nhìn cảm ứng ở đây có echo, tăng giảm echo này. Bật nguồn này, đây. Rất là hiện đại luôn, cho anh em nhìn này, ba cục mic của nó này. Đây, 1 này, 2 này, 3 này, anh em nhìn thấy chưa? Đây, đầu thu của nó đây. Đây, đầu thu của nó đây, khi mà ta bật này, sóng nó sẽ phát tín hiệu này, 1 này, 2 này. Con này nhận được cả Bluetooth luôn, hát được karaoke luôn anh em nhé. Đây, tớ bật hết lên cho anh em xem luôn, sử dụng mic luôn. Đấy, sóng bắt xa được 2 đến 30 mét luôn, có Bluetooth hát được karaoke. Tiện dụng như thế này, tích hợp 3 in 1 thì anh em theo anh em có đáng hay không. Model là SX63 MT Max anh em nhé, chào anh em.